Và bây giờ chúng tôi xin mời ông Toshio Kuwahara, tổng giám đốc của Honda Việt Nam, sẽ lên gửi tặng những bó hoa. Đây sẽ là cảm ơn đến những nghệ sĩ, những DJ, những vũ công, những người mẫu đã mang đến những phần trình diễn tuyệt vời. Ladies and gentlemen, we'd like to invite Mr. Toshio Kuwahara, General Director of Honda Vietnam, to deliver the beautiful flowers to the world artists.